Xin chào mọi người. Trong thời gian vừa qua là mình có nhận được rất nhiều những câu hỏi và những thắc mắc và những cuộc gọi để mà hỏi về cách tạo BSB của mình. Thì có rất nhiều câu hỏi mà những người tạo BSB thường gặp phải là: anh ơi, em không có trứng vịt, em xài trứng gà được không? Hay là trứng cút liệu có được không? Thì mình xin nay xin trả lời cùng mọi người là trứng nào cũng được mọi người nhé. Và sẵn tiện hôm nay là cái số lượng BSB nhà mình sau khi tạo ra và đem cho, tại mình không có bán mọi người nhé, thì nó cũng đã gần hết rồi. Hôm nay mình sẽ nhân giống BSB đó ra bằng con giống ít ỏi của nhà mình để tạo ra những ba cái chai kia, và mình sẽ thí nghiệm trên ba loại trứng này luôn. Và cái dung dịch của mình thì cũng sẽ là ba muỗng nước mắm mọi người nhé, và một quả trứng và hai thìa bột ngọt. Thì cái số lượng trứng nhiều như thế này thì mình sẽ thêm nước mắm và thêm bột ngọt thôi. Nói chung về cái liều lượng á, thật sự là nó, mình thấy là gần như nó không cần thiết, tại vì nó còn quyết định rất nhiều yếu tố như là nước để tạo ra vi khuẩn BSB nè. Tí nữa mình sẽ nói về vấn đề nước đó mọi người nha, và một lần nữa mình sẽ nói lại cái vấn đề nước để tạo ra vi khuẩn BSB và cái ánh sáng và cách mình phơi mọi người nha. Nhiều người rất ư là sai lầm nơi cái chỗ nguồn nước, khiến cho vi khuẩn BSB không thể nào sinh sản và phát triển được. Và cái thứ hai nữa là cách phơi, mọi người phơi hoàn toàn sai cách hết, giống như phơi nắng quá, nóng quá và còn vi khuẩn cũng chết, không thể nào phát triển được. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành thực hiện các bước để mình tạo ra ba cái chai kia nha. Thì đây là chai lít rưỡi thì mọi người nói rồi, và chai này là chai gì mình thể tích là 3 lít mốt nè. Chai này mình mới là nhặt nơi chỗ làm về. Và bây giờ mình sẽ tiến hành tạo ra vi khuẩn mọi người nha. Mọi người quan tâm theo dõi video chi tiết cho mình. Cái vấn đề đầu tiên mình đề cập tới trong việc tạo vi khuẩn BSB rất quan trọng, đó chính là nguồn nước để tạo ra vi khuẩn BSB mọi người nhé. Như đây là cái mình lấy nước hồ cá nuôi cá của mình nè. Đó mọi người thấy không? Nước là đã qua sử dụng. Tại vì hồ cá của mình có cây bàn Đài Loan á, nên nó đang mùa rụng lá bàn. Và nước mọi người thấy rất trong. Nhưng mình sẽ dùng cái nước này để mà tạo ra vi khuẩn BSB. Vì căn bản là nước nè, nước sông, hồ, suối hay hồ cá là nó đã có sẵn các loại vi sinh, vi khuẩn lợi và hại trong đó mọi người nhé. Thì việc khiến cho con vi khuẩn của chúng ta có thể phát triển và sinh sản được dễ dàng hơn. Thì nhiều người là họ mắc sai lầm trong vấn đề nguồn nước để tạo ra vi khuẩn BSB. Và như mọi người thấy là mình lấy là không đầy chai đâu mọi người nhé, chưa một khoảng lại để cho con vi khuẩn nó sẽ thở. Và những nguồn nước mà mình sẽ không bao giờ sử dụng để tạo ra vi khuẩn BSB là gì? Mình sẽ nói tới nguồn nước đó mọi người nhé. Đầu tiên là nước cung tên, nước máy đó. Thì về tại căn bản trong nước máy này á mọi người, là nó đã có cái chất clo để mà diệt khuẩn để cho tạo trong nước sinh hoạt á. Chất clo này sẽ khiến cho con vi khuẩn của chúng ta khó có thể phát triển và sinh sản được. Thì việc tạo bằng nước này, nếu mà nhiều người á, thành phố họ vẫn tạo với một điều kiện, họ sẽ phải phơi ít nhất 1 hoặc 2 ngày mọi người nhé, để bay hết clo và trong nước có thể bắt đầu phát triển những con vi sinh này nọ thì mới ra. Và một nguồn nước nữa mà mình thấy là có người làm video là sẽ dùng nước đóng chai này. Cái nước này là lại càng không thể nữa mọi người nhé. Tại căn bản là đừng nói là nó đã có clo, mà cái này là nó đã tiệt trùng. Đây, ngọt ngào của sự tinh khiết và đã qua cả tia cực tím rồi, nên việc mà có vi khuẩn ở trong này hay là đồ các con vi sinh có lợi có hại gì đó là điều khó có thể xảy ra mọi người nhé. Thì nhiều người sai lầm trong việc lấy nguồn nước để tạo ra vi khuẩn BSB.
Thì đó là tổng quan của tất cả về nguồn nước để tạo ra vi khuẩn BSB của mình mọi người nhé. Đây là mình múc nước hồ cá là có cả con ốc trong này nè mọi người nhé. Thì con ốc này cũng không quan trọng, tại vì khi mình đóng nắp chai lại và cho cái hỗn hợp kia vào thì nó chỉ ngoại trừ con vi khuẩn BSB mà phải sinh sản được thì thật sự là không có con nào có thể sống được đâu. Nên mình để luôn. Thì hôm nay mình làm hỗn hợp với ba loại trứng luôn. Nên mình sẽ cho cái số lượng dung dịch hơi cao một tí xíu, đó chính là tăng lượng nước mắm lên. Như là mình bình thường là 3 muỗng luôn, mình sẽ cho thành 6 muỗng. Một ngọt 2 muỗng thì mình sẽ cho thành 4 muỗng mọi người nhé. Trứng gà nè, trứng cút nè. Thì mình làm cái này để trả lời luôn cho câu hỏi của một vài bạn là hỏi anh ơi em có làm bằng trứng gà được không, có làm bằng trứng cút được không. Và bây giờ mình sẽ đong 6 thìa nước mắm mọi người nha, và cộng có 4 thìa bột ngọt luôn. Bột ngọt hay gọi là mì chính thì mình sẽ dùng thìa nhỏ này mọi người nhé. Ngọt là giống như đường cát vậy trời. Ồ. Và sau khi mình quậy tan cái này lên á, là thật sự là cái dung dịch này làm ba cái chai kia là rất dư thừa. Thì mình sẽ làm một cái video khác để làm về một cái minh họa khác. Giờ thì mình sẽ tan cái hỗn hợp này lên mọi người nhé, để mình kiếm cái tô to hơn. Nhiều người rất chú trọng cái về cái liều lượng đông này mọi người nhé, nhưng thật sự là mình không không cần thiết chú trọng, tại vì cái này thật sự chỉ là nguồn thức ăn để mà vi khuẩn phát triển thôi. Căn bản là con vi khuẩn nó có sẵn ở trong tự nhiên rồi, có sẵn trong nước rồi. Chúng ta chỉ tạo ra cho nó có nguồn thức ăn và nó có thể ăn và sinh sản được thôi. Còn một vấn đề nhiều người cũng hay bị lắm, thì tí nữa mình sẽ làm xong mình sẽ nói mọi người nhé. Bây giờ thì mình đã có được hỗn hợp rồi, giờ thì mình sẽ đồng cái này vào những cái chai. Sự thật thì cái tô hỗn hợp này mình tạo ra vi khuẩn là rất nhiều, nhưng mà mình là thực dạng chỉ cho đúng liều lượng thôi. Cái chai 1,5 lít kia mình sẽ cho 3 muỗng mọi người nhé, còn cái chai 3,1 lít đó thì mình sẽ cho 6 muỗng. Đây, và sau khi mình cho xong thì vẫn còn dư rất nhiều đây mọi người ạ. Nhưng có điều nhiều người bị cũng cái sai lầm này nè, là tiếc nguyên liệu cái đem cho hết vô luôn. Và lúc đó là thức ăn nó sẽ giết vi khuẩn mọi người nhé. Thì bây giờ mình đã cho cái ba chai đó rồi, là có nguồn thức ăn của hỗn hợp trứng, bột ngọt và nước mắm vào đây để mà tạo ra con vi khuẩn. Thì bây giờ mình sẽ xách tới con giống. Ai bây giờ bắt đầu tới nói phần con giống đây. Đây là chai vi khuẩn BSB con giống nhà mình làm được đấy. Sau một thời gian để lâu á và không phơi nắng nữa là nó có cái màu như thế này nha mọi người nhé. Thì nó vẫn là vi khuẩn BSB. Thì bây giờ mình sẽ cắt bớt con giống này ra và mình sẽ nói về vấn đề con giống cho mọi người nghe. Chắc ra mồ hôi quá mọi người ạ. Và nhiều người hỏi mình là anh ơi, bạn ơi, là bây giờ mình đã có con giống rồi thì mình cái chai 5 lít là mình sẽ cho khoảng bao nhiêu?
Thì một lần nữa mình xin phép mà mạn phép nói và giải thích luôn là thật sự là con không cần con giống, thì chúng ta phơi đúng cách và pha đúng cách thì và lấy cái nguồn nước đúng á, thì nó vẫn tạo được con vi khuẩn BSB mọi người nhé. Còn khi đã có con giống thì nó sẽ thúc đẩy cái việc mà mình tạo ra vi khuẩn BSB nhanh hơn, tại vì có con giống á, nó có thức ăn nó sẽ sinh sản nhanh hơn. Vì vậy mọi người cho liều lượng bao nhiêu cũng được, đừng nhiều quá là được, đừng có nguyên chai này đổ qua chai kia là được được. Còn nếu mà chúng ta có ít con giống thì chúng ta sẽ nó sẽ sản sinh ra lâu hơn, mất thời gian hơn để ăn hết cái số cặn thức ăn thừa này. Còn nếu mà nhiều con giống thì nó sẽ lên màu đỏ nhanh hơn, thế thôi. Còn liều lượng là mình cứ ứng chừng thôi, trước giờ mình cũng không đo đong đếm đâu. Và bây giờ mình sẽ cho con giống vào ba chai kia mọi người nhé. Và nhất định là nó sẽ nhanh hay chậm là nó còn tùy thuộc vào cái quyết định cách mình phơi nữa, và con giống nhiều hay ít. Và đây là ba chai, mọi người nhìn cho mình kỹ nha. Giờ mình sẽ đậy nắp và lắc đều ba chai này lại, sau đó mình sẽ ước lượng thời gian và làm video thực tế cho mọi người coi là bao nhiêu ngày thì nó sẽ lên màu được như vậy. Vâng, mà mình đã sốc tới mức sùi bọt luôn kìa. Thì mình xin nhắc lại một lần nữa cái giai đoạn này, mọi người đừng có tiếc cái nguyên liệu này mà cho tham hố cho vô nhiều, sẽ khiến cho cái lượng thức ăn dư thừa và nước mắm và trứng nhiều quá, nó sẽ khiến cho con giống không phát triển được. Còn cái thứ hai nữa là mọi người khi mà cho con giống á, thì đó là tùy theo cái nguyên liệu mình có nhiều hay ít thôi, đừng cho nhiều quá là được, còn cho một giọt hai giọt gì cũng được, thì con vi khuẩn nó tự sản sinh, nó ăn từ từ hết cái số cặn đó và nó sẽ đỏ lên mọi người nhé. Thì về đây mọi người để ý giùm mình, sáng chứ không phải là phơi nắng, nhiều người gọi là phơi nắng nhưng thực sự mình sẽ đem phơi sáng. Ok, vậy là mình đã đem ba chai này đem ra phơi sáng nơi chỗ mái tôn sáng bên hông cá nhà mình. Nơi đây có nguồn sáng suốt ngày mọi người nhé, và giữa trưa thì rất nắng, nắng một tí xíu xong nó lại sáng cả ngày luôn. Thì mình mỗi ngày mình chỉ đi ra và lắc đều các chai này thôi, gọi là dốc qua dốc lại cho cái nguồn thức ăn trong chai này tan đi để những con vi khuẩn trong chai dễ dàng ăn được. Thì để lên được cái màu này, nếu mà không có con giống thì chúng ta sẽ mất rất nhiều tuần, nhưng khi đã có con giống rồi thì mọi người sẽ có cái màu này, xong từ từ nó sẽ lên màu mọi người nhé. Thì chúng ta sẽ xem bao nhiêu ngày nó sẽ lên được màu. Và đây là cái điện thoại của mình, tôi không thấy gì hết, sáng quá. Thì hôm nay là ngày 5, ngày 5 tháng 9, thì chúng ta sẽ xem bao nhiêu ngày thì nó sẽ lên màu đỏ mọi người nhé, và mình sẽ quay cập nhật về kết quả cho mọi người. Và mình muốn gửi video này tới những ai đang thắc mắc về vấn đề nguyên liệu làm, nguồn nước để làm và cách thức để phơi, thì mình sẽ hướng dẫn để mình đỡ mất công trả lời mọi người nhé. Còn nếu ai ở gần thì mình sẽ tặng cho, cái này mình không có buôn bán đâu mọi người nhé. Chào và đây, hôm nay là ngày chủ nhật của ngày 13 rồi mọi người nhé, chủ nhật ngày 13 của tháng 9. Và mình sẽ cùng xem kết quả những chai VFB mình làm hôm bữa nhé. Đây, vậy là tính tới thời điểm này, để coi từ ngày mùng 5 đúng không, tới ngày 13, mình sáng nay là cho mình cho 8 ngày đi, thì nó đã lên màu rồi mọi người nha. Đây, mình phơi đây nè, và màu sắc ba chai hoàn toàn khác nhau mọi người nhé. Giờ mình ra kia và mình sẽ nói về vấn đề màu sắc, và chúng ta sẽ có kết luận cuối cùng của cái mình làm BSB với hỗn hợp trứng gà, trứng cút và trứng vịt mọi người nhé, để giải đáp thắc mắc cho những bạn hỏi là anh ơi, trứng em làm
không có trứng gà em làm bằng trứng vịt được không hay làm trứng cút được không thì hoàn toàn được mọi người nhé. Còn về màu sắc là do ảnh hưởng của nước và cách phơi, như đây mọi người thấy đó, con giống phát triển mạnh và cặn, số cặn này vẫn còn rất nhiều mọi người nhé. Tuy là lên màu như vậy nhưng mà nó sẽ, nói chung là chưa là vi khuẩn VIP nhưng chưa sử dụng hẳn, mọi người cứ chờ cho nó ăn gần hết cái cặn này, còn không có mọi người hãy nhân ra sau thì mình sẽ làm những video hướng dẫn chi tiết hơn. Còn nói về lượng BB mình tạo ra thì rất nhiều nhưng mình xài không đó bao nhiêu hết á. Còn những bạn nào ở gần mình ở thị trấn Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai, còn bạn nào ở gần á thì qua mình tặng cho về làm con giống và về xài mọi người nhé. Mình chỉ làm video để kỷ niệm thôi, tại nhiều người là thực dạng cứ làm hay bị thất bại, còn mình thì cũng thất bại thôi. Như mọi người thấy là ba chai này, ba chai gần như màu sắc là không có chai nào giống chai nào mọi người nhé. Và ok, qua video này mình muốn nói đến mọi người là cách mình tạo ra vi khuẩn BSB và trả lời thắc mắc cho những bạn là về nguyên liệu làm bằng trứng gà, trứng cút hay trứng vịt, thì nói chung trứng nào cũng làm được mọi người nhé. Và về cái nguồn nước mà mình lấy để tạo vi khuẩn và về cách phơi, và không phải lúc nào cũng sẽ thành công, như là mọi người thấy đâu, ba chai là ba màu sắc khác nhau do độ phát triển của con vi khuẩn BSB mọi người nhé. Thôi mình kết thúc video tại đây, xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào video khác về vấn đề khác.